Tansu, teaching you the language of beats. Let's go. Biết tôi gọi tụi mày là chó thì cũng chính xác. Hay có chuyện là đưa mặt chó ra ngó, ôi cũng thính ác. Từ việc nhỏ thôi tới việc lớn cũng tự thân tao lo. Còn mày nhà ông bà già cục cướp cũng lẽ tao cho. Bao nhiêu cho đủ đây, biên nhiêu là ngủ ngay. Vào vòng là ngủ say để tôi hỏi thằng nào là chủ đây. Bản tính lười biếng đang sâu trong não mày. Công sức dạy dỗ làm thằng ông nhưng sao nhão vậy. Tao trước giờ không đổi đường lối vẫn hiên ngang. Mặt mày cứ nấp khuôn mặt tội lỗi gặp tao tắt nhiên vang. Trẻ trâu một bậy ăn cơm học thầy. Nhưng mà lời lẽ ra cái lý của mặt dày. Ra đường gặp nạn ai sẽ là thằng chạy trước. Coi mày là bạn nhưng chứ gì mày lại trước. Đâm chọt sau lưng mày nổi tiếng là nhiều chuyện. Gặp số cục cưng nó tán mày chắc năm viện. Bây giờ thì đến lượt tao dạy cho thằng mặt cắt mày được biết. Chỉ có cái miệng là nói rất giỏi nhưng khi đụng chuyện luôn tụi mày biến. Thân xác đàn ông có cái tánh đàn bà là không bao giờ thay đổi. Cái tôi của mày đã làm ra tội giờ gặp mặt tao nói lời xin lỗi hả. Tao không phải là thuộc dạng thù dai rồi kẹo dài. Mỗi thâm thù đó đến tận mùa thu mày cứ yên tâm tao đéo có rảnh tìm mày để trả thù đâu. Tặng mày ngon giữa nó cái thằng đàn bà à mó đâu fuck you nè cu. Sự thật bây giờ bước chân ra đường là tao đeo dám tình thêm một ai của tao với mày có quen nhau hả cứ lại mà đập tay. Còn nếu thích vui thì cứ ngồi xuống được cũng nếu cần anh em mình phê pha. Không có thằng đàn bà chỉ có giỏi cái miệng không hồn thì mau tránh xa tao ra. Sai lầm gì đã tin tưởng của mày là hermit. Hai từ đó tao quăng ra đường cho chó nó tha đi. Tao đã hiểu câu tin tưởng người khác là tàn ác với bản thân. Giờ trong mắt tao xem mày như cứt và để cho cậu nó sụp văng. Đụng tên tao chỉ khó đừng thử cảm thấy sợ thôi mày đừng thử. Mất công bà già ở nhà phải khóc vì có thằng con phải gia chi tử. Đập mày chết không cần quả tán đập một chỗ cho mày nghĩ trang. Tiễn mày xuống đồ sâu và tắt đắt cắt tên lên mỏm chỉ mother fuck tao fuck tất cả những lời mà mày nói. Xem nó như là làn khói anh em tụi tao đang ngồi trong bóng tối. Tụi mày có giỏi thể hiện cho tao coi. Dù gì anh em tao có đủ rồi quy gần xa thì có đủ. Hello ai vô xin xua đầu óc tụi mày thì đem quăng xó đủ. Già đầu mà vẫn còn thích đú trong đầu tụi mày toàn đích. Dù thu hỏi đam mê của tụi mày bây giờ nó nằm chỗ nào hết không biết ngu. Motherfuck bitch. Ấy mày sống sao đéo có thằng nể. Miệng lưỡi không xương tao thấy bởi. Ngại quá mong me hip hop nhễ địt mẹ tao đấm vô mặt mày chứ sao lồn hết đi vậy. Nhìn đám tụi mày thiệt chưa đúng là ngô nghê. Cả làm đồ tể nhưng rất tiếc cho mấy cô. Bản tính đàn bà rồng lên đâu dễ. Cho mày đâu con hay mông to nhưng giống tao thì không thể. Ăn rồi bô bô lên mạng chửi mấy thằng bộ. Đến khi gặp chuyện cũng lấy tiền ra hối lộ. Cũng như ai thôi đừng đố địch mẹ mày đi ra đường cái tiền cho ông bà già mày đỡ khổ. Đối với tao khi nào nhiều tiền nhiều quyền hay phô trương. Thằng nhóc ấp bở như mày mà cũng muốn khô xương hả cô nương. Đừng ở đó mà hầm hồ cái thứ tụi mày tao đem đi gửi sang Congo để cho mấy cô ngông. Cũng chi anh em tao có đủ rồi quy gần xa thì có đủ. Hay lội ai vô xin xô đầu óc tụi mày thì đem quăng xó tủ. Già đầu mà vẫn còn thích đú trong đầu tụi mày toàn đích. Dú thương hỏi đam mê của tụi mày bây giờ nó nằm chỗ nào hả không biết luôn.